Tranh thủ cuối tuần đi độ xe đi anh em ơi. Đấy, đến không đến ngày mai, đến đầu tuần, mấy hôm nữa đến đầu tuần, trong tuần là anh em bận không đi độ xe được đâu. Đấy, cuối tuần anh em đừng nghỉ, tranh thủ đi độ xe đi. Hôm nay thì em có tiếp nhận một số chiếc xe, giới thiệu cho anh em một chút. Đây là một chiếc xe Pajero Sport. Xe này thì bên mình đang tiến hành nâng cấp đèn. Xe này lên một bộ V30 Ultra với cái chi phí khoảng tầm 10 củ khoai. Tiếp theo bên này thì một chiếc Volvo. Đấy, xe này thì bên mình đang tiến hành spa dọn dẹp lại nội thất, đánh spa dọn dẹp lại nội thất cho sạch cho mới. Đó. Đấy, đi sang bên này đi. Sang bên này thì đây là một chiếc BMW X6. Xe này thì bên mình đang tiến hành dán phim nhá. Sẽ là mình sẽ dán lại tấm kính lái thôi. Tấm kính lái này thì bên mình dán cái dòng phim tầm trung trung thôi. Đó. Chi phí rất là vừa phải. Trong này là một chiếc xe bán tải Ford Ranger bản Sport. Xe này thì bên mình cũng đang tiến hành dán phim cách nhiệt. Xe này sẽ bên mình sẽ lên full phim cách nhiệt Kunluck của Mỹ. Đó. Cái dòng phim Kunluck này thì cái chất lượng thì nó cũng gần bằng những dòng phim cao cấp như là phim 3M, nhưng mà cái chi phí của nó rất là vừa phải. Xe này xe mới tinh, xe này xe từ trên Lạng Sơn xuống nhá. Đó, thì anh em cuối tuần tranh thủ sắp xếp thời gian đi độ xe đi, không đến mấy hôm nữa không có thời gian là đi độ xe là hơi tiếc đấy em nhá.